Sự thật khủng khiếp, cuộc ngoại tình của bố chồng và con dâu. Bạn sẽ làm gì khi phát hiện vợ mình ngoại tình? Có lẽ với nhiều người, câu trả lời sẽ là tha thứ hoặc ly dị. Tuy nhiên, đối với chàng trai trong câu chuyện ngày hôm nay thì quả thật là đau đớn tột cùng. Bởi người mà vợ anh ngoại tình không ai khác lại chính là bố ruột của mình. Thật hư câu chuyện này sẽ như thế nào? Anh ấy sẽ phải làm gì trong tình huống này? Mời các bạn cùng là chuyện tìm hiểu ngay sau đây. Vợ Toàn, một người con gái trẻ đẹp, nết na, được rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ. Nhưng cô ấy lại yêu và đồng ý lấy Toàn, khiến anh ta rất hãnh diện, tin tưởng tuyệt đối, tin nàng sẽ là một người vợ đảm đang, dâu hiền. Cưới hoa về được vài tháng, Toàn phải tạm biệt để đi công tác xa. Công ty muốn anh ấy đại diện chi nhánh ở một số tỉnh miền Trung, Toàn phải đào tạo nhân viên mới, ổn định doanh thu tại những chi nhánh mới. Anh an ủi vợ, hãy đợi anh khoảng 1 năm sau khi hoàn thành công tác, anh sẽ có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc bù đắp cho Hòa. Anh ấy rảnh vàng mà. Đừng có khóc mà, nghe không? Anh ấy rảnh vàng mà, ráng nha. Hòa im lặng, Toàn biết cô ấy buồn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, với sự chu đáo, tháo vát của vợ, mọi chuyện đều trôi qua thuận lợi. Hoa không có vẻ buồn phiền, bố anh dường như mỗi ngày một khỏe hơn, còn Toàn có thời gian toàn tâm, toàn ý với công việc. Rồi thời hạn 1 năm cũng qua nhanh chóng, Toàn trở về trong tâm trạng hào hứng của người đi xa lâu ngày. Khác với những gì anh mong muốn, khao khát, đêm vợ chồng sau 1 năm xa cách có gì đó gượng gạo, nhạt nhẽo. Lúc cao trào nhất, anh bắt gặp nét ưu tư của vợ. Trong đêm khuya, anh nghe tiếng thở dài cố nén. Không thể lý giải được hành vi kỳ lạ của vợ, Toàn dằn vặt với những câu hỏi. Có thể Hoa giận anh đã để cô ấy vò võ một mình trong suốt một thời gian quá dài. Có thể do cô ấy đã quen chịu đựng nỗi cô đơn một mình, hay còn một lý do nào khác. Âm thầm theo dõi vợ để tìm ra lời giải đáp, anh phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Vợ anh đang ngoại tình, mà tình địch không phải một người đàn ông hấp dẫn nào khác, mà lại chính là bố của anh. Anh cố áp tai vào cửa, anh nghe tiếng của vợ và bố anh đang thì thầm chuyện gì đó, rồi lõm bõm nghe cô ấy nói. Không thể tiếp tục lừa dối Toàn, cô ấy yêu anh và cũng rất thương bố anh. Tiếng khóc của vợ anh thể hiện tâm trạng vừa day dứt, ân hận, vừa chất chứa ưu tư, tình cảm. Từng lời, từng tiếng cô ấy cứa vào tim anh bỏng rát, nắm chặt đôi bàn tay, cắn chặt môi đến chảy máu. Anh mới kìm nén được cơn hoảng loạn, uất hận đang dâng nghẹn trong lồng ngực. Anh không có dũng khí đối diện với sự thật nghiệt ngã đó. Anh lùi dần ra phía cửa, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Tiếng chạy, cứ chạy, chạy và chạy đến lúc vấp ngã rúi rụi, hai bàn chân anh sưng phồng, tuế máu, anh mới bình tĩnh lại được. Đêm đó, anh không dám bước chân về nhà. Nhiều đêm sau nữa, anh vẫn không dám về. Mặc cho Hoa tìm kiếm, mặc cho bố anh đổ bệnh, anh lặng lẽ bỏ đi. Giờ đây, đã gần 2 năm trôi qua, kể từ cái đêm nghiệt ngã đó, Toàn đã có một công việc mới ở đất khách quê người. Sự hoảng loạn cũng dần bớt làm tim anh đau đớn, nhưng anh vẫn không biết làm thế nào để đối diện với sự thật. Một bên là người đã sinh thành ra anh, một bên là người vợ đầu ấp tay gối mà anh yêu hết mực. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây kết thúc, các bạn nghĩ sao về hoàn cảnh của Toàn? Anh có nên đối diện với vợ và cha mình để tìm cách giải thoát cho mối quan hệ này? Hãy để lại ý kiến của bạn cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Lạ Chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.